Em xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì hai vợ chồng em cũng đang ở phường 7 nè. Ở đây là nhà của bà thân 90 tuổi đó anh chị có nhớ hay không ha? Hôm nay thì vợ chồng em có mua cho bà một cái radio nè. Thì sáng nay thì hai vợ chồng em cũng tranh thủ đến sớm để gặp cái cô mà giống như là chăm sóc cho bà đó. Thì bây giờ cô cũng mới vừa chuẩn bị đi mua đồ ăn cho bà, mà em cũng giữ lại tí xíu để mình cũng sẽ trò chuyện tí xíu xem cô như thế nào mà rất là tốt, đến giúp cho bà, cũng chăm sóc cho bà hàng ngày rồi đi mua đồ ăn nữa. Em thấy thì cũng rất là thấy thương. Bây giờ em mời anh chị mình cùng với em mình sẽ vào bên trong mình trò chuyện xem như thế nào nha. Cái ở phía trước nhà bà đây, ở đây có bụi chuối nữa nè anh chị. Ở đây thì đất đây thì chắc của người khác ha. Còn nhà bà thì nhỏ xíu ngay chỗ này nè. Đó, cái nhà mà mái ấm tình thương đó. Vào bên trong luôn đi em. Vào thăm bà đi. Con chào bà. Dạ. Bà nhớ con là ai không? Cái cậu con nước chó đồ bà đó, nhớ chưa? Đi hai vợ chồng đó hả? Dạ, bà nhớ chưa? Dạ nhớ rồi. Bữa con ghé 3-4 ngày trước đó, con ghé nay chắc cũng gần cả khoảng chừng tuần nay đó bà hả? Dạ chắc lâu rồi chứ. Dạ, vậy là chắc bà cũng quên hả cô? Dạ chắc quên đó. Dạ. Lớn tuổi rồi cậu ơi. Dạ. Bữa rồi vợ chồng con có ghé, có đem một phần quà của anh Ba Sắc khi gửi tặng cho bà đó. Mì đó hả? Dạ đúng dạ. Rồi bà. Phải rồi, dạ. Dạ. Sao giờ bà lặng rồi? Hỏi. Rồi cho gạo bà hai. Không biết quên rồi. Dạ. Không biết gì nhớ. Hôm nay cũng con tranh thủ con đến sớm nè, con gặp cô nè. Dạ. Cô cho con hỏi cô là cô tên gì cô? Tôi hả? Dạ. Tôi ổng là Hai Dân, nghĩa là hẻm không phải là kia nói Hai Dân. Còn cô á, như cô là kêu bằng cô tên gì? Tôi hả? Dạ. Tôi là Trần Thị Chảnh. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi cô? Tôi hả? 70 hả? Giờ lớn tuổi rồi mà không được gì hết á. Dạ. Như trong việc nhà không có cơm dạ. Không à. Tại vì con bữa hổm con đến thì con thấy bà ở có mình nè. Mà cái con cũng hỏi thăm coi bà ở với ai mà sao thấy một mình về thì đâu có ở được đâu. Nói thì có cũng có cô chăm sóc. Rồi cái thấy thì thấy cũng thấy thương đó, sao mà không biết là bà con dòng họ gì hay không mà đến giúp bà như vậy đó. Ừ. Dạ. Chứ biết sao. Dạ. Tại bà không có ai hết, không có con. Thì dạ. Mấy đứa cháu ngoại đó, nhỏ bán cháu ngoại là con bà. Dạ. Cháu á thì nó hay lo cho nhỏ kia thấy bệnh rồi. Dạ. Mà nó bị cái thai rồi vậy, cứ đang đau đó này cả năm rồi mà biết bao nhiêu thuốc đi mà không đi trình tố, cứ 10 bữa đi lần, nửa tháng đi lần, đi hoài. Dạ. Mà nó không hết vậy cũng như nó còn con tay, nó đâu có lo gì được cho gì. Dạ. Bà là thấy vậy phụ dùm sáng đó, vô dọn dẹp nhà cửa cho ăn xuống rồi nó đi chợ đó. Dạ. Bây giờ cô định đi chợ mua gì cô? Dạ, tôi hả? Chưa biết hả? Vô đó đi chợ em mua đồ ăn thường nhà. Vô đó có gì mua ấy chứ. Dạ. Của gì thì gì muốn ăn gì dặn thì nó mua. Dạ. Vậy còn không dặn không mua. Dạ. Thôi. Thì ăn có cố muối tiêu để ăn hoài. Dạ. Thế nè, bữa nào mà không có cố muối tiêu mà gì đây nó dữ lắm á. Dạ. Không có đồ ăn đừng ăn muối tiêu. Con thì mỗi lần mà con đi đến những hoàn cảnh khó khăn như bà thì con cũng hay bất ngờ vấn đề mà giống như cô á là người lạ, không có bà con thân thích mà đến chăm sóc cho bà thì con thấy con cũng thương. Vậy là cô nay là chăm sóc cho bà nay bao lâu rồi cô? Lâu rồi, gần 2 năm rồi á. Vậy là 2 năm rồi hả? Dạ. Vậy rồi có ai trả lương cho cô không cô? Có trả lương cũng nhận. Cho lương nó chứ. Nhưng thì bà là nhận nó. Ví dụ bà cho 200-300 cho nó uống nước vậy chứ không phải là cho tiền công nha. Dạ. Nó cũng không lấy luôn nữa. Dạ. Vậy là cô tốt quá trời luôn á. Vậy là cậu biết sao nó dạ. Lên gặp mà tôi mua đồ trở về gặp chứ không tôi đi chợ chưa gì đâu. Dạ. Tính thôi đi chợ rồi. Dạ. Bà hôm nay tụi con có mua cho bà cái radio nè. Em mở ra đi cái em thử. Em thử cho bà. Cho thử cho bà nghe cho đỡ buồn. Đỡ buồn chứ mà
Ngồi đi em ngồi đi, ngồi xuống. Ngồi giờ bà vô cái là buồn cái bà hát bà nghe. Không biết được, bác không thấy được. Không, bà cứ... Bỏ xuống luôn cũng không sao à. Dặn á, dặn lên. Nghe cái gì? Tại vì ngày xưa ở nhà con á, ngày xưa con cũng bán mấy cái này nè. Nên là con biết mấy cái hiệu này nó tốt nè. Đặng... hai vợ chồng cũng dạ. Thương quá. Dạ. Đó, bà dặn lên nghe vậy chứ gì không biết đó. Nè bà, ở đây là có cái nút nè. Như bà, con chỉ cho bà nè. Ở đây nè, có cái xây nè. Đó là tắt mở. Cái này là tắt mở nè. Đó, cái này là bà tắt nè. Thì cái này nếu mà mở đó là bà... Tắt mạnh xuống em. Tắt kêu cái cục là nó tắt. Tắt rồi, em tắt thử đi, em tắt thử đi. Nó cũng tắt nè, nè đó. À. Cái cục á, là nó tắt ra vô. Đó là tắt rồi đó. Thuồn rồi đó. Còn khi mà mình mở lên thì bà cứ việc bà nắm và xoay. Giống như bà xoay vậy nè, đó bà đẩy lên. Bà sao? Lên, bà giờ bà đẩy lên thử giùm con ha. Em nhẹ nhẹ. Dạ, nhưng mà đẩy lên. À, bà thì không thấy đường. Đó, thấy chưa? Nên là phải mình thử từ từ. Giống như là nó là cái bánh xe đó bà. Giống như là đó là cái nguồn của máy á. Nó dặn lên, nó đẩy lên, đẩy xuống vậy thôi. Dạ. Ở đây á, thì dò đài. Còn cái nút ở trên đây nè. Ở đây thì nó có hai nút. Thì bà dò đài. Đây nè bà. Đây nè. Đây nè. Thôi bà cái tay này nè. Đó. À. Đó. Dặn dạ, xuống gì? Dạ. Muốn dạ. Dặn lên thì dặn lên, đài, xuống. Còn muốn dò đài. Đó. 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 Thấy không? Nghe không? Được không? Đó gì được không bà? Bà muốn nghe nhạc á thì bà đẩy lên. Bà cũng như là bà dò cái đài khác đó, vậy đó. Đó bà đẩy vậy nghe nè. Đó dặn đi nè. Dặn cái mình nghe hơi hơi, cái mình dặn ngược lại vậy đó bà. Dạ. Rồi thôi được rồi em. Dạ. Vậy sao bà có cái radio này để nghe nghe rỉ rả một lỗ tai nằm cho đỡ buồn hả bà ha? Dạ. Còn nếu mà bà không biết á thì sáng á nhờ cô á, cô mở cho bà nghe. Nghe luôn tới chiều, rồi ví dụ như có gì hết. Dạ. Muốn tắt thì bà tắt, tắt cho nó nhiều khi bữa nào ngủ đó. Bà xây cái bánh xe bà nghe kia. Xây chừng nào ta cái cục thôi. Dạ. À. Còn cái nhầm bà quay trên, quay lên á thì nó là bà đâu có thấy đường đâu mà em chỉ kiểu như đẩy đẩy lên, đẩy lên, đẩy xuống nhà thì nó làm được rồi. Dạ. Có gì thì bà nhờ cô mở cho bà nghe cho đỡ buồn. Dạ. Cô ơi, rồi ở ngoài thì cô ở giờ cô ở với ai cô? Ở như cái thằng thứ bảy, con thứ bảy của dạ. Cô. Dạ. Vậy rồi anh đó ảnh làm cái gì cô? Nó làm cho tôi thấy cháu mà làm nghỉ hoài không có bợ. Dạ. Vậy rồi ở gia đình mình đó thì kinh tế nó đỡ không cô? Kinh tế cũng sống qua ngày chứ không đỡ gì. Dạ. Sống qua ngày à, nếu nó mạnh thì nó ít thì nó được dạ. Dài. Còn mấy nhà con là lâu rồi cho. Dạ, còn chú cô? Chú chết lâu rồi, chú chết năm rồi. À, hèn gì cô cũng có, giờ cũng có một mình thì mình rảnh rồi mình là hữu hỷ với bà ha. Em có thời gian kìa mà rảnh rơi với phụ mình đi gì được đó. Dạ. Rồi xong rồi về nhà nấu cơm nấu nước nha. Dạ. Chiều mai á, giờ này nó vô nữa nè. Dạ. Sáng mai bắt đầu giờ này nó vô nữa, đi chợ nó ghé nó mừng luôn giùm. Dạ. Thì tụi con á là cũng có một số anh chị á là gửi tặng cho bà là của chị Tho á, chị Tho ở phường 5 á thì gửi cho bà 500.000 và của một em ở chơi chùa Tinh Bảo ở chơi thì chùa gửi cho bà là 1 triệu là tổng cộng là 1,5 triệu thì bà đếm giùm con phải 3 tờ hay không đó, đủ rồi, được rồi à đâu giờ bà đâu bà đếm có đủ không bà đếm có đủ không? Rồi 3 tờ đủ rồi. Dạ. Đó đủ rồi đó. Là này là tờ 500 nha bà. Tờ 500 ngàn nha. Tờ 500 đó. Tờ này cũng vậy. Tờ dạ. Này cũng vậy, 3 tờ đặng 1,5 triệu đó. Dạ. Rồi cất kỹ nha. Cảm ơn hai cháu. Dạ. Dạ. Còn cái phần tiền này á là của một anh ở Canada gửi tặng cho cô. Tặng riêng cho cô. Tặng riêng cho cô. Để giống như là để giống như là thấy tấm lòng của cô tốt. Nên nó là người ta cũng muốn giúp cô phần nào. Dạ, 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 dạ. Vậy là nói cảm ơn cái cậu đó nha. Dạ. Cậu đó thì cảm ơn cái cậu đó nha. Với hai vợ chồng con. Dạ. Dạ. Ừ. Chứ nào giờ á thật sự là con nghe mà người bệnh á, nhiều khi mà chăm sóc mà nhiều khi mà trả tiền mà người ta còn ngại á cô. À, bởi nên là con thấy mà mấy người chịu ít tên rồi nhiều nữa. Dạ, con thấy mà mấy người mà đến giúp không công gì nè mà không bà con thân thích con cũng quý lắm. Nên là bên đó thì người ta thấy người ta cũng quý tấm lòng của cô.
nên người ta cũng nhờ con đến hỏi thăm coi như là gia đình hoàn cảnh như thế nào. Còn tại vì cô nói thì cô cũng đỡ, thì nhiều khi là chắc con gặp ở đây thôi chứ con không có đến nhà. Dạ. Dạ, vậy thì giờ cô có đi chợ không cô? Giờ đi chợ phường 7 nè, mua đồ cho bà vú nè. Dạ. Vậy rồi mỗi lần bà đi chợ vậy rồi tốn khoảng bao nhiêu tiền cô? Như bà mấy chục ngàn ha. Có bữa nào mua đồ ăn thì đưa tiền chừng 50, 60. Dạ. Còn bữa nào không mua đồ ăn, không trong mình cũng khỏe thì ăn với muối tiêu thì không có mua. Mua chừng vài chục thôi. Dạ. Vô chừng mua nhiều mua ít hà. Vậy là trung bình á, là ý con hỏi là một tháng thì tiền chợ của bà chắc khoảng chừng 1,5 triệu không bà? Dạ cỡ chắc hơn à. Có khi cỡ đó. Dạ. Rồi tính qua tính lại cộng lại thì thôi nó cũng như kiểu là cỡ đó đi. Dạ. Vậy là còn tiền nhiều. Thuốc men nữa, vậy là quy ra chắc một tháng trung bình chắc mình cũng hơn 2 triệu quá bà ha. Dạ hơn á, nó có gì thuốc nha. Đây nè, tôi để đây đặng ăn nè, mua thuốc hàng sáng rồi đặng cái thuốc nè, thuốc tàu. Thuốc tàu nào giờ thuốc tàu không à. Dạ. Chứ không có uống thuốc tây. Thuốc tây vô nó lại bịch là ba bịch mấy. Vậy là bà uống thuốc tàu không chứ không uống thuốc của thuốc tây, không thuốc bảo hiểm. Thuốc tàu không có uống bị gì cái máu gì từ nhỏ tới lớn á, uống thuốc tây vô bệnh ít nó ra bệnh nhiều. Vậy là ở đẳng thì mình cuộc sống thì nó cũng tương đối đỡ, cũng ổn hả cô hả? Sống qua nhà được con. Dạ. Con thì mỗi lần con đến con gặp mà như cô vậy nè thì nhiều khi là cũng muốn đến thăm nhà để mà xem hoàn cảnh như thế nào vậy đó. Mà nhiều khi thì ai cũng nói thôi thì tại vì tôi cũng đủ rồi nên tôi mới lại giúp như vậy nè. Vậy nên đó là, nhưng mà cũng tùy cô, có một số người thì người ta thật sự người ta cũng khó khăn, nhưng mà người ta cũng chia giống như là bớt bớt tí thời gian đó. Bà ơi, giờ con đến thăm bà tí, chắc hai vợ chồng con về đặng cho bà nghỉ ngơi nha. Dạ được, cảm ơn rồi, hai cháu. Khi nào hai cháu chừng nào mà lâu lâu tới thăm bà, thấy bà khỏe thì mừng giùm cho cha cho bà. Còn thấy bà mệt thì bà cũng sắp bà đi theo ông bà rồi. Nhưng mà con thấy sức khỏe bà còn tốt tốt lắm á. Nếu mà cô mà chăm sóc cho bà thường xuyên thì là chắc là sức khỏe bà tốt. Thấy cái nước bạc bà ăn uống mà hơi hơi kén rồi. Dạ. Bị gì răng cỏ không có đó. Rồi ăn thì ăn cái gì cho mềm mới ăn được, chứ cứng cá mắm đồ cứng ăn có ăn này để chút quên ạ. Dạ. Thì tại vì giờ bà lớn tuổi thì giờ bà phải ăn đồ mềm chứ đồ cứng sao bà ăn được. Bây giờ răng cỏ còn con cây hai cây khó ăn quá. Dạ. Là nó rụng hết mà dễ ăn. Con này nó còn linh chinh, cây hai cây khó ăn quá. Thì bà nhớ lấy cái radio của con á, bà mở rỉ rả nghe cho đỡ buồn nha bà nha. Không biết sử dụng thì để cho cô chỉ cho bà sử dụng đó, nha. Nhà, xong rồi bỏ vô hộp. Còn không biết nữa thì hỏi chị Sáu rồi chị chỉ cho bà. Thì con để vô giùm cho vú đi. Thì để đây, đó, đi. Để đây mở nghe. Để đây chừng chút nữa đừng về con mở cho bà nghe. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha, hai dòng nhiều nha. Cảm ơn cái cậu đó nhiều nha. Bà gắn giữ sức khỏe nha bà. Gắn giữ sức khỏe cho tốt nha. Dạ. Hôm nào ghé đến thăm bà. Hai chồng có coi cháu nào chưa? Dạ rồi, tụi con có hai bé rồi cô. Trai gái. Dạ, trai gái luôn à. Thì mừng rồi, mừng cho hai cháu rồi. Dạ thì con cũng chúc sức khỏe cô nha cô. Con cũng chúc cô có nhiều sức khỏe nè, để đến giúp bà nè. Mà nhiều nhiều khi không những giúp bà mà còn giúp được nhiều người khác nữa. Thì con cũng chúc sức khỏe cô khỏe nha cô. Rồi, vậy cảm ơn chồng chúc cho hai cháu mà ngăn thất bại nha. Dạ. Cảm ơn cô. Người khác cho tiền thì nó nhận, nhưng mà vì cho tiền nó không cho, nó không chịu. Dạ, tại vì bà khó khăn quá trời mà bà còn cho tiền cô gì nữa. Không có cho nhiều, cho 100, 200 uống nước vui với bà vậy đó. Mà không lấy. Dạ. Chứ không phải trả tiền công mà không lấy. Dạ. Bà khó khăn quá lấy gì hả cô ha? Dạ. Cho lấy gì? Dạ cho bà không hết rồi, ai mà lấy của bà. Dạ. Vậy thôi con xin phép bà con về nha. Dạ cảm ơn hết hai chồng cháu nha. Thì bây giờ em cũng đến thăm bà với thăm cô rồi anh chị. Thì bây giờ hai vợ chồng em sẽ về ha. Thì em cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của em ha. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha.